Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lương Nhã Giang chưa từng nghĩ tới, chỉ vì năm bảy tuổi đó y nhất thời tham ăn, ăn vụng một cái bánh bao đã khiến nửa phần đời sau phải trả giá vô cùng đau đớn. Nghe trọn bộ tại mê audio com link trực tiếp ở phần mô tả.